Ông Trần Tuấn Anh, một thành viên thuộc bộ chính trị đầy quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã xin nghỉ hưu sau khi bị xác định mắc những sai phạm bị nói là nghiêm trọng trong thời gian ông làm bộ trưởng Bộ Công Thương. Yêu cầu xin nghỉ hưu của ông Tuấn Anh, 60 tuổi, đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 duyệt hôm 31 tháng 1 trong cuộc họp tại trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội, thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Cho đến ngày ông nêu nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Ông giữ chức trưởng ban kinh tế trung ương và là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13. Trước đó ông nắm cương vị bí thư ban cán sự đảng, bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021. Ông từng được Đảng Cộng sản đánh giá là đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo điều hành công tác của ngành công thương đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của đảng xác định ông và một số quan chức cao cấp khác đã mắc các sai phạm nghiêm trọng tại Bộ Công Thương và đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật những người này. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ rằng Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ từ 2016 đến 2026 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để bộ và nhiều tổ chức cá nhân có những vi phạm nghiêm trọng trong việc ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, trong việc thực hiện quy hoạch điện bảy điều chỉnh, trong ban hành cơ chế kinh doanh điều hành nguồn cung ứng xăng dầu quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu trong tổ chức đấu thầu thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic thực hiện chưa có quyết định nào về hình thức kỷ luật đối với ông trần tuấn anh cho tới khi ông xin nghỉ hưu